Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay, thứ bảy ngày mùng 10 tháng 8 năm 2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tập đoàn Ecopark ký thỏa thuận hợp tác với tập đoàn nhà đất LH Hàn Quốc nghiên cứu quy hoạch và phát triển dự án khu công nghiệp sạch thuộc dự án phát triển khu công nghiệp và đô thị dịch vụ Lý Tường Kiệt, Hưng Yên. Huyện Yên Mỹ tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng khóa 12. Câu lạc bộ Công an Hưu trí tỉnh kỷ niệm 20 năm thành lập. Hương Yên tổ chức nhiều hoạt động thăm tặng quà nạn nhân chất độc da cam. Mở rộng sản xuất nhãn Việt khác hướng đi để nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững. Thị xã Bị Hào đầu tư trên 100 tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 8 tại khu đô thị Eco Park huyện Văn Giang, công ty TDH Ecoland, tập đoàn Ecopark đã ký thỏa thuận hợp tác với tập đoàn nhà đất LH Hàn Quốc về việc nghiên cứu quy hoạch và phát triển dự án khu công nghiệp sạch thuộc dự án phát triển khu công nghiệp và đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt, tỉnh Hưng Yên. Dự lễ ký kết có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo đó, công ty TDH Ecoland cùng tập đoàn nhà đất Hàn Quốc sẽ hợp tác nghiên cứu quy hoạch và phát triển dự án khu công nghiệp hiện đại mang tính tiên phong tại tỉnh Hưng Yên. Trong đó, dự án khu công nghiệp sạch rộng 139,7 ha thuộc đề án khu công nghiệp và đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt 3.000 ha huyện Yên Mỹ là một trong những dự án được ưu tiên phát triển trong giai đoạn 2019-2020 giữa hai tập đoàn khu công nghiệp sạch là dự án khu công nghiệp sinh thái thân thiện với môi trường được quy hoạch và phát triển dựa trên những giải pháp thông minh và giải pháp sinh thái như điều hành từ trung tâm quản lý tập trung sản xuất và sử dụng điện năng lượng mặt trời xây dựng hệ thống kiểm soát chất thải quy hoạch cây xanh vườn trên cao mương nhân tạo hồ điều hòa phù hợp theo địa hình và môi trường xung quanh tận dụng ánh sáng tự nhiên cho các nhà xưởng Hai bên cũng thống nhất sau khi tiến hành đánh giá kết quả tiến độ thực hiện của dự án khu công nghiệp sạch sẽ tiếp tục thảo luận về việc nghiên cứu phát triển khu công nghiệp số 1 và dự án khu đô thị số 1 cũng thuộc khu công nghiệp và đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt. Sáng ngày 9 tháng 8, Câu lạc bộ Công an Hưu Trí Tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập 12 tháng 8 năm 1999, 12 tháng 8 năm 2019. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Thông, Nguyên Bí Thư Tỉnh ủy, đồng chí phạm thị tuyến ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy trưởng ban dân vận tỉnh ủy chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh đại tá đỗ đình hào ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy giám đốc công an tỉnh đồng chí nguyễn duy hưng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh được thành lập từ năm 1999 với 454 hội viên, đến nay câu lạc bộ Công an Hưu trí tỉnh đã có 982 hội viên. Trải qua 20 năm hoạt động, các thành viên của câu lạc bộ Công an Hưu trí tỉnh luôn giữ vững bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức tư cách của người công an nhân dân, sống giản dị, trong sáng, gần gũi với nhân dân, chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương tích cực tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, cung cấp hàng trăm tin có giá trị giúp lực lượng công an điều tra khám phá và kịp thời bắt giữ các đối tượng phạm tội, đem lại sự bình yên cho nhân dân. Với thành tích đạt được, tại lễ kỷ niệm đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho hai tập thể và hai cá nhân có thành tích xuất sắc. Giám đốc công an tỉnh trao giấy khen cho 5 tập thể và 14 cá nhân huyện ủy Yên Mỹ vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng khóa 12. Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Tri Công, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Huyện ủy Yên Mỹ hiện có 44 tổ chức đảng với tổng số trên 6.300 đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban thường vụ huyện ủy đã lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ 12 của đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh, các văn bản về quy định, hướng dẫn thi hành điều lệ đảng tới cấp ủy tổ chức đảng và cán bộ đảng viên thông qua tổ chức quán triệt và triển khai nhận thức của đa số đảng viên được nâng lên ý thức chấp hành nghị quyết điều lệ đảng được thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc đảng và sinh hoạt đảng việc tự phê bình và phê bình được tốt hơn chất lượng sinh hoạt tri bộ được nâng cao công tác phát triển đảng quy hoạch tạo nguồn cán bộ đảm bảo tính kế thừa công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng được thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng đảng chính quyền và các đoàn thể được quan tâm góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tại địa phương, cơ sở. Nhân dịp này, Hội nghị cũng tổng kết quy chế bầu cử trong Đảng và triển khai chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Nhân kỷ niệm 58 năm ngày tạm họa Gia Cam tại Việt Nam, mùng 10 tháng 8 năm 1961, mùng 10 tháng 8 năm 2019, Ngày 9 tháng 8, đoàn cán bộ Ban vận động xây dựng quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh do đồng chí Phạm Thị Tuyến, ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, trưởng ban vận động xây dựng quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà 7 nạn nhân và gia đình chất độc da cam tại các huyện Ân Thi, Phú cử tại các nơi đến thăm đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh trưởng ban vận động xây dựng quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh phạm thị tuyến đã ân cần thăm hỏi động viên nạn nhân và gia đình nạn nhân chất độc da cam đồng chí bày tỏ lòng tri ân đối với những hy sinh công hiến của lớp người đi trước đồng thời mong muốn chính quyền địa phương các cấp ngành cùng cộng đồng xã hội thường xuyên quan tâm chăm lo trợ giúp nạn nhân và gia đình nạn nhân chất độc da cam để họ vơi bớt khó khăn ổn định cuộc sống trong dịp này, Ban vận động xây dựng quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh trao tặng 50 suất quà cho các nạn nhân da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, tổng trị giá gần 30 triệu đồng. Những năm qua, Đảng và Nhà nước, các cấp ủy chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh cũng đã có nhiều chính sách hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam giúp họ vơi bớt những khó khăn trong cuộc sống. Các đối tượng nạn nhân chất độc da cam chủ yếu bị bại liệt, chậm phát triển trí tuệ, khiếm thị, khiếm thính và nhiều loại dị tật đều thuộc diện hộ nghèo. Từ nguồn quỹ bảo trợ nạn nhân độc da cam, hàng năm các địa phương trong tỉnh đã tổ chức giả soát thẩm định hỗ trợ cho hàng nghìn lượt đối tượng da cam. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay đã có 3.420 lượt nạn nhân được hỗ trợ với nhiều hình thức như hỗ trợ giống vốn vật nuôi cây trồng, xây sửa nhà, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, cấp xe lăn, thăm hỏi tặng quà với tổng trị giá 1,7 tỷ đồng, giúp các nạn nhân chất độc da cam và gia đình vươn lên trong cuộc sống. Nhân dịp này, Ban vận động xây dựng quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam thành phố Hương Yên đã tới 17 xã phường trao tiền hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình và chữa bệnh cho 46 nạn nhân chất độc da cam với tổng số tiền là 188 triệu đồng. Trong đó hỗ trợ chữa bệnh mỗi trường hợp 2 triệu đồng, hỗ trợ lắp đặt nước sạch với 3 triệu đồng một người, hỗ trợ xây công trình phụ với 7 triệu đồng một người, hỗ trợ nuôi bê sinh sản với 10 triệu đồng một trường hợp, hỗ trợ xây nhà 15 triệu đồng một trường hợp. Được biết, những năm qua, thành phố Hương Yên luôn quan tâm dành nhiều phần quà, tiền nhằm tri ân những đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của những cá nhân, gia đình chính sách, những liệt sĩ, thương bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam, giúp các gia đình phần nào cải thiện cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội. Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mà nó để lại vẫn đang từng ngày từng giờ ám ảnh những nạn nhân chất độc da cam và người thân của họ tưởng chừng như gục ngã trước số phận, nhưng nhiều nạn nhân chất độc da cam đã vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Bị nhiễm chất độc da cam khi tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị khiến hai mắt của ông Nguyễn Văn Điện, thương binh hạng 4 trên 4 ở xã Hồng Tiến, huyện Khói Châu, bị giảm nhiều về thị lực. Trở về từ chiến trường, sức khỏe yếu nhưng ông Điện vẫn tích cực tham gia công tác xã hội làm chủ tịch hội cựu thanh niên sung phong xã Hồng Tiến. Phó Chủ tịch Hội cựu Thanh niên Sung Phong huyện Khói Châu. Từ năm 2015 đến nay, ông làm Phó Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam huyện Khói Châu. Hiện nay, huyện hội đã thu hút trên 600 hội viên tham gia và là một trong những đơn vị có số lượng hội viên đông nhất tỉnh. Ông đã cùng với ban chấp hành hội có nhiều việc làm chăm lo, hỗ trợ hội viên vươn lên trong cuộc sống. Bản thân ông Điện cũng tích cực vượt khó tham gia phát triển kinh tế, Hiện ông là chủ hai khách sạn trên địa bàn xã Dân Tiến và Hồng Tiến, tạo việc làm cho năm lao động với mức thu nhập bình quân 5 triệu đồng một tháng. Khi tham gia chiến đấu trở về địa phương này, hoàn cảnh kinh tế gia đình rất khó khăn, nhưng với phẩm chất người lính bộ đội cụ hồ không ngại khó khăn gian khổ, tôi đã cố gắng vượt qua tất cả để vươn lên trong cuộc sống. Tôi cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội để chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh gia đình còn gặp khó khăn. Ông Lê Hải hậu ở xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ bị nhiễm chất độc da cam khi tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Nam, Đà Nẵng khiến ông hay đau yếu. Ông sinh được hai người con đều bị ảnh hưởng di chứng chất độc da cam. Hiện một người đã mất, còn một người bị bệnh thần kinh. Kinh tế gia đình ông cũng vì thế mà ngày càng xa suốt. Không cam chịu, ông Hậu luôn chăn trở và suy nghĩ tìm hướng thoát nghèo. Hiện ông đang sở hữu một trang trại tổng hợp rộng 5 mẫu. Ngoài ra, ông còn nuôi thêm 1.500 con gà và hai máy ấp trứng. Trung bình mỗi năm, trang trại của ông cho thu lãi 400 đến 500 triệu đồng. Tỉnh Hương Yên hiện nay có gần 5.000 nạn nhân chất độc da cam. Đời sống, kinh tế, đa phần của nạn nhân chất độc da cam còn nhiều khó khăn, Tuy nhiên, bằng ý chí nghị lực vươn lên, các nạn nhân da Cam đã vượt vươn lên thoát nghèo, có phần xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh. Dù thân thể không lành lặn, sức khỏe yếu, nhưng những nạn nhân chất độc da cam đều có một nghị lực đáng khâm phục. Ông Hậu, ông Điện chỉ là một trong rất nhiều tấm gương nạn nhân chất độc da cam trong tỉnh, biết vượt qua nỗi đau chiến tranh, hoàn cảnh khó khăn để có cuộc sống ngày một tốt hơn. bước vào vụ thu hoạch nhãn, chợ đầu mối xã Quảng Châu thành phố Hưng Yên mỗi ngày tiêu thụ gần chục tấn quả xuất bán đi khắp nơi trên cả nước. Chợ đầu mối xã Quảng Châu hay còn gọi là chợ hàng dầu là nơi tiêu thụ nông sản gồm các loại rau củ quả cho bà con nông dân trên địa bàn thành phố Hưng Yên và một số tỉnh thành lân cận như Hà Nam, Thái Bình. Đặc biệt nay đây vào mùa nhãn nông dân ở trong và ngoài tỉnh mang nhãn đến đây để tiêu thụ nhờ có chợ đầu mối này và vụ thu hoạch có hàng nghìn tấn nhãn của bà con được tiêu thụ. Hiện mới vào đầu vụ năm 2019, sau mỗi ngày, gần chục tấn nhãn đã được tiêu thụ tại đây, sau đó xuất bán đi các tỉnh, thành phố trên cả nước. Mỗi ngày như bây giờ, tại chợ Quảng Châu thì tầm khoảng từ 5 đến 10 tấn. Thời gian bắt đầu hoạt động thì vào lúc tầm độ khoảng 3 giờ sáng cho đến 6 giờ. Còn buổi chiều là từ 1 giờ cho đến 3 giờ. Bà con thu hoạch thì được giá gấp đôi năm ngoái hiện nay nhiều hộ dân trên địa bàn xã Đông Kết huyện Quế Châu đang bước vào vụ thu hoạch nhãn. Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết nên các diện tích nhãn trên địa bàn không cho sai quả, nhưng giá bán tăng nhiều so với mọi năm. Nhiều vườn nhãn trên địa bàn xã đã được thương lái đặt mua. Hiện toàn xã trồng 440 mẫu nhãn, chủ yếu trồng các loại nhãn như nhãn Quế Châu chín muộn, nhãn siêu ngọt. Năm nay do thời tiết bất thường nên nhiều diện tích nhãn trên địa bàn xã Đông Kết cho sản lượng không cao so với năm trước. Tuy vậy, vẫn còn một số hộ dân tại đây do áp dụng đúng quy trình chăm sóc nên diện tích nhãn cho năng suất khá như gia đình ông Bùi Duy Tin, Đỗ Hữu Lý, Đỗ Hữu Văn với diện tích gần một mẫu ước thu từ 3 đến 4 tấn quả. Hiện nhiều vườn nhãn trên địa bàn xã Đông Kết đã được các thương lái đến tận nơi thu mua, trong đó nhãn khoái châu chín muộn có giá từ 25 đến 30.000 đồng một kg, nhãn siêu ngọt 40 đến 45.000 đồng một kg. Ước tính năm nay, toàn xã cho thu hoạch trên 1.000 tấn quả, cho doanh thu đạt trên 25 tỷ đồng thưa quý vị và các bạn trong những năm qua được sự quan tâm của tỉnh nông dân đã áp dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất cây ăn quả nói chung và cây nhãn nói riêng đã có nhiều diện tích nhãn được chứng nhận việt gáp đảm bảo an toàn thực phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường xuất khẩu tạo thương hiệu cho nhãn hương yên nâng cao giá trị cho người sản xuất Đến nay trên địa bàn tỉnh có 350 ha nhãn đã áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp và được chứng nhận tập trung ở các vùng trồng nhãn tỉnh. Trong năm nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên giao Trung tâm khuyến nông thực hiện mô hình nhãn Việt Gáp ở 5 địa phương là huyện Kim Động, Tiên Lữ, Phù Cử, Khoái Châu và thành phố Hưng Yên với diện tích là 130 ha. Các hộ tham gia mô hình đã thực hiện bón phân phòng trừ sâu bệnh hại theo đúng quy trình kỹ thuật được hướng dẫn nên năng suất chất lượng mẫu mã quả đẹp hơn so với ngoài mô hình giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Bên cạnh đó, sản xuất Việt Gáp đã thay đổi tư duy tập quán sản xuất của người trồng nhãn, giảm chi phí đầu tư và đặc biệt là sản xuất ra những sản phẩm an toàn. Nếu như những năm trước đây, vào vụ nhãn, các hộ trồng nhãn ở các địa phương ở vùng sâu vùng xa của tỉnh thường gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ hoặc giá nhãn thấp, thì năm nay khi thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác, sản xuất nhãn theo tiêu chuẩn Việt Gáp đều có thị trường và tiêu thụ thuận lợi đã được ký kết với lại hai đơn vị một là công ty SL ở xuất nhập khẩu hoa quả Hà Nội hai là chỗ Bixi sì, Hà Nội có ký kết hợp đồng với anh em trong hợp tác xã giá thành thì thực ra là so với giá thị trường là cao hơn từ 15 đến 20 sản lượng của anh em trong hợp tác xã năm nay là khoảng ship 100 tấn ký kết được khoảng 4 50 sản xuất nhãn việt gáp này thì tỷ lệ ra hoa đậu cỏ cao hơn với mình làm theo cách truyền thống. lượng tiêu thụ trên thị trường thì hiện tại cái sản phẩm nhãn việt gáp của của đơn vị chúng tôi là tiêu thụ rất là tốt. Bên cạnh đó, năng suất trung bình của các trà nhãn đạt khoảng 14 tấn quả một hecta, cao hơn đối chứng từ 4 đến 6 tấn một hecta, giá bán đạt trung bình từ 40 đến 50.000 đồng một kg. Qua thực tế sản xuất cho thấy sản xuất nhãn Việt Gáp hiệu quả hơn so với sản xuất truyền thống 153 triệu 500 000 đồng một hecta. Tham gia hợp tác xã người trồng nhãn được hỗ trợ tập huấn về kỹ thuật sản xuất nhãn theo quy trình kỹ thuật đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động nên năng suất chất lượng sản phẩm được nâng lên

ra sản phẩm an toàn để cung cấp cho thị trường thì cái khâu thành lập cái tổ hợp tác như hợp tác xã là hết sức quan trọng thì trong thời gian tới chúng tôi sẽ phối hợp với phòng nghiệp như là phòng kinh tế các huyện thành phố để tuyên truyền hướng dẫn để thành lập các cái tổ hợp tác cũng như là cái hợp tác xã đồng thời sẽ làm các cái mô hình việt gáp để nông dân nắm được là vừa có lý thuyết để về việt gáp đồng thời có các các cái mô hình cụ thể để nông dân học tập và từ đó chúng tôi sẽ tổ chức nhiều cái hội nghị tham quan để nhân rộng cái, cái sản xuất Việt Gáp. Sản xuất nhãn Việt Gáp đã thu được kết quả khả quan, chất lượng sản phẩm tốt và giá bán cao hơn, ổn định hơn, tiêu thụ thuận lợi và nâng cao hiệu quả kinh tế cho người sản xuất, tạo ra sản phẩm an toàn cho xã hội. Chương trình thể sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, nhằm chống quá tải lưới điện, công ty điện lực Hương Yên đã đầu tư hoàn thành và đưa vào vận hành các trạm biến áp, hệ thống lưới điện trung thế trên địa bàn huyện Văn Giang trị giá trên 72 tỷ đồng. Công ty Điện lực Hưng Yên đã hoàn thành xây dựng gần 30 km đường dây trung thế truyền tải điện cho 3 trạm 110 kV gồm trạm Văn Giang 1, Văn Giang 2 và trạm biến áp 110 kV Khoái Châu. Điện lực Văn Giang đã đấu nối vào lưới điện 21 trạm biến áp hạ thế vừa xây dựng mới, khắc phục kịp thời các khiếm quyết lưới điện đã góp phần linh hoạt nguồn cấp điện và nâng cao độ tiên cậy cung cấp điện trong mùa mưa bão và nắng nóng. Hoàn thành cái công tác đầu tư xây dựng, đặc biệt là hoàn thành đóng điện đi trạm 110 Văn Giang 2 cũng như là 6 số tuyến lộ đường dây 22 và 3 số tuyến liên lạc. Cái tốc độ tăng trưởng về điện của năm 2018 đạt được trên 16% và 7 tháng đầu năm của 2019 cũng đạt trên 16 Thế và cho tới bây giờ thì mà cung cấp điện ổn định liên tục của Điện Long Giang là luôn được uh, duy trì và góp phần và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Được biết, Điện lực Văn Giang hiện đang quản lý 170 km đường dây trung thế, 328 trạm biến áp và 278 km đường dây hạ thế cung cấp điện cho khách hàng đảm bảo an toàn. Để đáp ứng cho yêu cầu của năm học 2019-2020, thị xã bị Hào đã huy động đầu tư trên 100 tỷ đồng mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất trường học. Nguồn vốn dành cho xây dựng mới công trình chiếm trên 80%, trong đó bậc học mầm non được đầu tư xây dựng trường phòng học cao nhất với mức gần 60 tỷ đồng. Kinh phí dành cho sửa chữa, chống xuống cấp hệ thống cơ sở vật chất như bàn ghế, thiết bị nghe nhìn, máy chiếu, máy tính vân vân để phục vụ công tác giảng dạy chiếm gần 20%. Trong tổng số 68 phòng được xây dựng mới thì có 36 phòng học và 32 phòng học chức năng. Ngoài ra, thị xã cũng đã hoàn thành xây dựng 12 nhà vệ sinh từ nguồn xã hội hóa, sẵn sàng phục vụ cho năm học mới 2019-2020. Sáng ngày 9 tháng 8, Hội khuyến học huyện Tiên Lữ tổ chức hội nghị trao thưởng học sinh giỏi tiêu biểu, trao học bổng cho học sinh vượt khó vừa lên, phát động xây dựng quỹ khuyến học Hoàng Hoa Thám năm 2019. Tại hội nghị, Hội khuyến học huyện đã trao tặng 130 xuất quà cho các em học sinh có thành tích cao trong học tập ở 3 cấp học. Trong đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện tặng 100 suất, mỗi suất 300.000 đồng. Công ty cổ phần May Tiên Hưng tặng 15 suất, mỗi suất 1 triệu 200 000 đồng. Quỹ bảo trợ trẻ em huyện cũng tặng xe đạp cho 6 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chăm ngoan vượt khó. Nhân dịp này, Hội Khuyến học huyện đã kêu gọi các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp đóng góp xây dựng quỹ khuyến học Hoàng Hoa Thám để phát triển phong trào khuyến học khuyến tài tại địa phương. Mới đây, Ban chỉ đạo hoạt động hè huyện Văn Lâm đã tổ chức hội trại thanh thiếu nhi hè năm 2019. Hội trại thanh thiếu nhi huyện Văn Lâm hè 2019 diễn ra trong 2 ngày, mùng 8, mùng 9 tháng 8, thu hút hơn 1.000 cán bộ đoàn viên thanh niên, các em đội viên các xã thị trấn và đông đảo nhân dân đến xem cổ vũ. Tại hội trại đã diễn ra các hoạt động thi cắm trại theo hai chủ đề: Tuổi trẻ Văn Lâm chung tay xây dựng nông thôn mới đô thị Văn Minh. Tuổi trẻ Văn Lâm thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện thi nghi thức đội và giao lưu văn nghệ. Điểm nổi bật năm nay là huyện đã tổ chức trại hè duyệt nghi thức đội cho các cháu thiếu niên nhi đồng gắn với các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện và phấn đấu huyện về đích nông thôn mới, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và thực sự trở thành ngày hội lớn ở địa phương. Kết thúc hội trại, ban tổ chức trao các giải trại đẹp nhất cho đơn vị lạc đạo, giải nhất nghi thức đội cho đơn vị Việt Hưng và nhiều giải khác cho các đơn vị tham gia hội trại. Chương trình thể sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.